Anh Đức ơi, các em có tóc đón Tết rồi. Không ổn em ạ. Chắc cái đầu em mới ướt. Anh em mình chưa bao giờ là phải đợi anh ạ. Thầy em này, năm hết Tết đến không biết đã chuẩn bị quà cáp gì cho ông bà bố mẹ chưa? Chưa anh ạ, nhưng mà nhà em mất hết rồi. Thế Tết tư cũng không thắp hương cúng bái gì cho người nhà? Đây, một túi quà Tết tôi đã chuẩn bị trước không? Họ đang rất mong, về đi. Đấy. Nhà tôi đầy đủ nhưng mà Tết tư xong rồi. Tết tư là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà có một số việc thực sự quan trọng cuối năm này ông đã làm cho gia đình mình chưa? Làm gì? Tôi phải xong xuôi hết rồi. Chưa xong đâu. Chắc chắn bộ bàn ghế rồng phượng nhà bố mẹ vẫn đang mong chờ ông về lau. Ừ nhỉ. Như bố nhờ tôi từ hôm kia. Ôi, hỏng rồi. Không biết sao không nhỉ? Không sao không ạ. Mới 2 tháng Tết rồi, chưa bao giờ là quá muộn. Bố mẹ vẫn đợi ông ở nhà. Còn là thanh niên người Á gốc Phi này, tại sao Tết tư rồi mà trông vẫn đen vậy? Ơ, sao anh như thế được nhở? Em có đen thật không anh Đức? Đen xì. Thôi u. Ôi, thì toang rồi. Bây giờ có cách nào không hả anh? Rất đơn giản. Về đi cho nó đỏ chứ còn gì nữa. Ê, trường hợp của ba ông kia tôi không dính trường hợp nào đâu. Ông cầm gói quà ông đi về đi, tôi không về đâu. Đấy, bình tĩnh đi thanh niên. Gói quà này không phải dành cho ông, mà là để cho chủ nợ của ông. Ơ, cuối năm rồi, có thể người mong chúng ta nhất không phải là gia đình, nhưng luôn luôn là chủ nợ. Tiền thì có thể chưa trả, nhưng chúng ta phải luôn giữ cái tâm của một con nợ chuyên đi khất. Cầm lấy đi, biết đâu một món quà nhỏ, chúng ta lại khất thêm được một năm nữa thì sao? Một năm cũ đã qua, cùng nhau đó năm mới bình an muôn nhà. Là. Tí nữa nhớ cộng thêm tiền hai giỏ quà và tiền cắt tóc nhá. Cái điều đấy nó có quan trọng đâu anh. Phải lại liên thiên cái gì đấy? Anh à, Tết này là Tết thứ 5, anh em mình được cắt tóc cho nhau. Quan trọng là cái tình cảm vẫn vậy. Em vẫn rất quý anh. Có gì năm mới em chả có gì. Em chúc Tết anh với cả gia đình anh. Mày để ngay cái giỏ quà lại chỗ cũ của tao. Em đùa tí, chuyện cũ mình bỏ nhạy qua qua. Tết này cùng cười. Đi xuống anh quá. À,